Ấy, vẫn chưa sôi nhỉ, lâu thế nhỉ? Chưa sôi, đợi một lúc nữa. Nào, à, xong chín một tỉ chén. Chín cho kia nữa. Bắp chân lời mới chạy cửa. Chín chân chạy vào. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với TV. Đúng, mọi người biết anh em mình đang làm gì đấy à. Anh em mình hôm nay bắt đầu rửa rau nhé mọi người nha. À, anh em mình đang rửa rau để chuẩn bị ra. Anh em mình sẽ làm một nồi lẩu ở trên này nha. Mình sẽ ngồi đây này, ngồi đây luôn này. Để thật luôn à? Sẵn sàng chén luôn trên đây, gọi là nồi lẩu trên giàn nước nha mọi người nhá. Thế mà anh xin bỏ là tí rau. Tí rau để ăn cho nó sạch ấy. Tí nữa là lẩu sẽ cần đến rau cho mọi người. Sẽ biết đến một nồi lẩu mà là đặc biệt, hơi siêu siêu đặc biệt luôn. Thế hôm nay anh em mình chơi lớn luôn. Làm lẩu ở trên dàn rau cookie mù đẫy này. Không, phải bảo ta nương lên sạch rồi. Anh em mình phải rất là khéo. Đấy, ta nương ơi. Ta nương à? Ừ. Đấy, đây sẽ là rau rau mướp nha mọi người nhá. Rau mướp và hoa mướp, quả mướp sẽ được anh em mình thiết kế thành một nồi lẩu siêu siêu đặc biệt. Đấy, nói chung là cái dàn này khá là cũ rồi, anh em mình phải sắp xếp lại để làm sao để ngồi được trên kia đã. Đây là dàn mướp cũ của anh em mình đã sắp xếp được gọi là chỗ ngồi rồi nhá mọi người nhá. Đây, chiếc chõng kê ở dưới để anh em mình có thể ngồi lên chứ không là sập mất toi luôn. Anh có tin tưởng không ơi? Ok, chắc 30 người ngồi thoải mái. Đấy, quả mướp nhà mình này này. Nào, đem đồ ra đây, chuẩn bị sắp xếp lên đây. Ok. Chén thôi. Ai xa xa. Cái này đặc cấp không, đặc cấp không? Vi vong mọi người. Cắm điện một phát là rớt luôn. Anh em mình dòng điện từ trong kia ra đây luôn. Đấy, nói chung là khá là chắc chắn rồi mọi người nhá. Đây đầy đủ rau luôn, anh em mình vừa rửa. Giới thiệu với mọi người, đây là mâm lẩu của anh em mình nhá. Anh ơi, hả? Không biết món hoa mướp không? Ờ, vặt luôn. Quả mướp. Thả luôn. Mới đậu đâu này. Mâm lẩu của anh em mình gồm có hoa đuôi mướp. Đuôi bê này, ngô này, tôm này, dạ bê này, lòng bê này, đấy. Hoa mướp này. Đấy, bây giờ là sẽ mì tôm nữa này. Đó, nước chấm nữa này. Không biết là mọi người có nhìn rõ hết không? Tại vì ở trên này hơi khó để có thể anh em mình nói chung là hơi khó để có thể lấy hình ảnh nó sát một tí. Đấy. Nào. Anh ơi, cho đuôi bê vào trước cho nó ngọt nhỉ? Cho vào. Cho vào, cho cả đây vào. Đây, dạ bê đây này. Cho vào. Cho tôm vào. Cho tôm vào. Đấy, xà. Nói chung là ở trên này nhá, rất là mát. Mặc dù mặt trời nó đang lên hơi nắng một tí, nhưng mà được cái gió mát rất là ok đấy mọi người ạ. Mọi người thấy tôm tươi không? Tôm này ăn sống được luôn nhá. Không phải chanh nhỉ anh nhỉ? Không phải chanh. Không phải chanh, em làm một luôn một quần. Nước sáng mà lại cả mua nó còn nhẹ nhảy nhảy luôn. À gì nhỉ? À đây. Sao? Mù tạt không? Đây nhá. Mù tạt á? Không. Không có, không cần tạt chấm tương. Đây là quả mướp cho mình nhá, quả này nó hơi xấu. Tôi xin phép là cho nó đi trước. Không phải to nữa. Wow. Ui, quả này trông thế mà già. Lấy phần ngọn của nó thôi. Lẩu mướp. Đấy. Cắt cơn luôn quả. Rất con nhiều. Tôm tay tái nhỉ. Rất nhiều ngọn hoa mướp. Vọt lắm. Mày vặt mấy cái hoa đằng sau đít mày kìa. Không phải đấy. Ngại chứ. À đây này. Con ong này. Con này nó chanh cân, chanh hoa mướp của nó bánh. Đây. Quả này hơi già nhưng mà nói chung là ăn được mọi người ạ. À,
lại luôn rồi đây. Anh nồi lẩu thập cẩm. Bay mất rồi. Làm gì mà bay bật mất rồi. Rồi. Cho một cái ngọn rau mướp à? Tăng speed lên. Đây nhá, rau mướp. Đây, rau mướp sạch nha mọi người nhá. À, nó còn có lỗ chỗ chấm sâu nó ăn đấy. Đấy, rất là sạch. Nó là non nữa, không phải bóc. Đúng rồi, tăng cái non đây luôn. Mình ở trên đỉnh nên cứ ngắt 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 cái ngọn. Đấy. Rất là non. Không như gọi là tươi non luôn nhá. Để ý khéo có dày, à không có đâu. Khô, tưởng dày. Hoa mướp. Ui anh ơi, tôm đã chín rồi. Sôi nhanh nhở. Tôm, thưởng thức tôm, con tôm trước này. Tao thưởng thức hoa mướp trước. Mình gọi là chuyện tình dàn hoa mướp mọi người. Đẹp làm quả mướp trước. Mời mọi người nhá. Ui. Mời tất cả mọi người nhá. Ăn trên dàn mướp là phải thưởng thức hoa mướp trước. Ngon. Nó như kiểu rau su su. Rau su su đấy. Ngon với anh rồi. Rau mướp này ăn hay hay ấy. Nó như kiểu rau su su. Mà ngon. Xào tái ấy. Tôm. Hôm nay đi chợ muộn, tôm hơi bé mọi người. Nhưng mà nó tươi. Sống nguyên. Chơi cho nó một con à? Chó vào. Bí vậy. Mình nhiều tôm mà nhỉ. Nào, vào đây. Đây này. Âu, bằng quá. Đây là nồi lẩu của anh em mình nhá mọi người nhá. Hôm nay chơi hẳn hàng sang dùng điện luôn, răng lên dàn mướp. Chà. Ăn bỏng nóng hồi này mới ngay này. Chờ tí mày đấy đi để tao đi hái ít cái rau này, còn một cái rau giữa cực ngon. Từ đã, chỉ con này á. Ngon chưa, ngon chưa? Tươi ngọt chưa? Chụp mày đợi mày bóc xong rồi. Bóc ăn phải thưởng thức đàng hoàng. Lổm luôn. Đây nồi lẩu của anh em mình gồm có dạ bê và đấy lúc nãy kể rồi. Rất là ngọt. Đó, mọi người nhìn thấy những cái ngọn rau mướp chưa? Hoa mướp chưa? Mướp to cả anh ơi. Tí nữa anh em mình sẽ hái hết ra và thưởng thức nhá. Anh đi làm gì đây? Ơi, mọi người biết món gì nữa đây không? Thần dược chứ ông Tư. Món này cực kỳ ngon nhá. Hoa đu đủ. Đây. Nấu nhiều càng ngon. Anh lấy một ít ra ngọn nữa. Ngọn à? Ngọn non đấy, tao là ngon đấy. Cái này thì lấy đâu ra quả? Xung quanh đây có những cái gì là anh em mình sẽ bê hết vào nồi lẩu. Cho luôn cái đây vào nồi lẩu. Sả thì ngon chưa? Đây là hoa đu đủ mình vừa mới vặt nhá. Ăn rất là bổ, rất là ngon. Nếu mà ai không ăn được thì nó sẽ cực kỳ đắng. Nếu mà còn ai ăn được sẽ rất là ngon nhá. Kia hoa này còn lá non này. Đây. Mày. Trời. Từ từ. Mày cho tất kia vào để thành một nồi lẩu siêu to khổng lồ đi. Lẩu cho trên luôn à? Tống tất à? Tống tất cái kia đấy vào trong trước đã. Kia có cái gắp kia, cái gắp với cái muôi cái kia ở dưới mâm ấy, đấy. 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 Thế mà không biết. Đấy. Đấy. Tống tất ạ. Đấy. Trời, thấy mọi người thấy gió chưa? Thấy mát chưa? Siêu mát nha. Còn chưa. Đấy. Wow.
một nồi lẩu đặc biệt, siêu đặc biệt với một khách sạn 5 sao. Ăn trong quả này ngon luôn. Nghìn sao luôn. Đấy. Gạt. Đấy. Chuẩn luôn. Mấy con chuồi nó chả biết nó được thấy thiệp mời ở đâu. Nó đến liên hoàn. Liên hoàn. Nhưng anh em mình không cho liên hoàn nhé. Một mất dậy nè. Đóng vào đây này. Đây. Anh em bảo, tui. Đi trước. Đây, đại gà đá, đây. Mọi người thấy mát không? Siêu mát luôn. Đây. Đây. Anh em mình ăn ở trên này gọi là hưởng ấy. Đây gọi là một phong cách siêu Dubai. Dubai làm gì có cái này như anh em. Siêu hưởng luôn. Nào. Vẫn đi làm nhẹ nhàng. À, quá tuyệt vời. Trăng thanh gió mát. Nhưng mà mỗi tội ở đây không có trăng. Ngon nhỉ. Có gió thôi. Trăng thì phải buổi tối. Buổi tối thì mọi người xem sẽ không được rõ. À, mọi người thấy cái dàn nước của anh em mình ok không? Tối mà lắp đèn nháy mà nhấp nháy luôn rồi. Lắp ánh sáng quay cho mọi người xem. Muôi nó đốt cho muôi nó đốt cho không thiếu phát nào. Vâng vâng. Nói chung là cái dàn mướp này của nhà mình thì khá là lâu rồi, nó sập sệ gọi là cải tạo lại rất là nhiều lần rồi. Nói chung là nếu mà để thì khả năng gió to quá là cũng sập đấy. Nhưng mà anh em mình đã kê chõng ở dưới và kiên cố, cực kỳ kiên cố rồi. Khả năng để luôn đây cho mướp nó thế mà chỉ trong ngoài em mình à? Làm trong mới à? Không, mở ra xem mở ra xem kia chưa? Ê! À, con lợn này. Lẩu luôn. Mày này. Ui, con này béo đấy, bùi con này ăn hơi chua chua ấy, ngon lắm. Con này à? Em nay đi bắt cháu ấy, xong được con này em ăn mà. Được con, đây là con trứng mà nó hơi chua chua ấy. Đây là con con tự nhiên tao quên mất. Gì nhỉ? Con vừa gọi là gịt gò. Không. Con này con gì nhỉ? À, sao tự nhiên mình lại quên mất. Đấy, anh hỏi thế mới quên đấy. Bọ ngựa. Bọ ngựa. Con bọ ngựa nha mọi người nhá. Tự nhiên là nó thích rúc vào nồi lẩu nhá. Đây tí nữa cho mau đệ chén luôn. Đang chửa đấy. Nào. Ấy, vẫn chưa sôi nhỉ, lâu thế nhỉ? Chưa sôi. Đợi một lúc nữa. Nào, xong chín một tể chén. Trên này gió to nên khá là lâu mới được mọi người ạ. Nhưng mà chén được rồi. Nào. Đó. Chén đi. Ôi xa. Con bọ ngựa đâu rồi? Đây. Tự làm luôn. Con này luộc nên nó màu không được đỏ lắm. Con này là con này mà dán lên ấy. Con này là con dán lên nhá, nó vàng vàng nhá. Ăn nó giòn nhá. Con này nó ăn như kiểu châu chấu ấy nha mọi người nhá. Đấy. Không biết ăn lẩu bọ ngựa nó như nào. Ừ. Ngon không? Béo à? Ngon. Béo à? Đó. Đây là nồi nồi lẩu của anh em mình đã xong nhá. Đây cho mọi người xem này. Nó gọi là đặc sệt luôn. Toàn toàn đồ là đồ luôn. Ấy, thấy chưa? Thấy dạ bê, đuôi bê và lòng bê chưa? Lá đu đủ ấy. Đây. Ấy. Lá đu đủ ăn khá là đắng nhưng mà mau đệ chén được hết. Không đắng đâu. Nói là mọi người nhá, không đắng mấy đâu. Không đắng á? Hơi một tí ngâm ngâm. Cái này mới đắng này, cái đấy hình như không đắng đâu. Cái hoa đu đủ thì nó mới đắng nhá mọi người nhá, đây này. Nhưng mà đắng, nó ngâm ngâm đắng khá là ngon. Nó chụt chụt mà, à thế này. Thử miếng mà dám chụt chụt. Đây, mình thử miếng mà xem. Siêu đắng luôn. Nhưng mà cái này chữa bệnh cực tốt nhá mọi người nhá. Nó ngâm ngâm đắng rất là kìa. Rất tốt cho dạ dày. Mình cho ra một cái cọng như thế này. Đây. Làm cọng non nhé. Cọng non ngon cực. Hơi già già rồi không non mới đâu này. Có cái ngon mà. Cắt đi xong rồi để lên đây đoạn này này. Đây cho anh cái nồi này. Đấy. Em hầm cọng vào. Ăn rau đu đủ khá là phê. Mọi người không biết là có hay ăn rau đu đủ không hay là hút cấm đu đủ nữa.
xay đu đủ. Nói chung là mọi người hãy thử một lần ăn rau đu đủ nhá. Đắng, ngon. Nó ngâm ngâm đắng á. Không đắng mấy đâu. Ồ. Cẫm này thì kia, tước ra. Em làm thử con cái lòng non này bé tiêu, bé hơn cả ngón tay út của em này. Lòng bê. Mời tất cả mọi người nhé, ăn thử cái lòng bê. Wow. Wow. Nó bé quá. Ngon nhưng mà chưa được ngon nhiều vị. Gấp nhiều cái vào. Em thử gấp nhiều. Ăn 4 cái lên một lúc nha. Ngon. Nói chung là tuyệt vời lắm mọi người ạ. Khi mà ngồi trên này nó phải nói thế nào nhỉ? Mái tối rồi. Mát. Hết nắng rồi, bây giờ là hết nắng rồi. Mọi người thấy gió chưa? Cây cối gió. Thôi rồi, giảm speed đi cho nó. Anh ăn miếng đấy này. Mướp này, ăn chân chân mướp mà không ăn mướp thì hơi phí. À ừ nhỉ. Để nó nhừ mất rồi này. Quên, đâu, mướp đâu rồi. Đấy. Mướp cái quả đầu tiên lúc nãy mình thái vào đây mọi người. Ngọt lắm mọi người ạ. Nó ngấm nước tôm ấy. Tôm này là nghe ra phải ngồi trên dàn bầu. Đúng rồi. Xong rồi vặt rau tôm ăn với ruột bầu mọi người. Ăn trước anh lười em nhé. Người ta bảo ăn thịt tôm với bầu. Rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húc gật đầu khen ngon. Đấy là người ta không có thịt tôm. Thịt tôm gì? Thì tội cho mấy cái thằng con thôi. Chồng chan vợ húc con ăn cái gì? Béo nhỉ? Lòng bê béo. Làm miếng tôm mà. Xong hai con tôm ra đây cho nguội chị. Mọi người ăn nếu mà ăn đấy lòng bê với dạ bê này nhá. Cực kỳ ngon nhá, giòn lắm, nó không dai đâu. Kể cả nấu lẩu. Kể cả xào. À. Làm đủ chưa đủ khai thác hả? Quả mướp kia bằng ngón cái út. Sao vậy? Đây gọi là triệt phá dàn mướp của mẹ mình. Mẹ mình về mà thấy này chết đói. Mẹ mà đại ca là không có nhà ấy. Mẹ mà đại ca về úi trời. Lằn mông. Nói chung là không sao cả. Vì dàn mướp nhà mình nó rất là nhiều quả là thứ nhất, mà thứ hai là khi vặt ngọn nó đi là cái tốt chứ không phải là cái hại nhá mọi người nhá. Khi vặt ngọn nó sẽ tủa ra thêm. Thế vặt quả còn chưa khai thác được thì nó như nào? Thế thế nào thì ăn thử gọi là nếm. Thì con trai cưng của mẹ treo lên giường vặt đi chưa? Mẹ, lăn đi cha. Đánh nhau. Bọc hết cái này đi. Ngon chưa? Ngon chưa? Đúng ngon chưa? Chấm vào đây. Hỏi thật mọi người nhé. Bao nhiêu người muốn ăn trên giàn mướp như anh em mình? Bao nhiêu người muốn thưởng thức gọi là hương đồng gió nội? Gọi là gì nhỉ? Gọi là em thích cái gì ăn, thiên nhiên nhỉ? Ăn ngoài ngoài thiên nhiên hơn. Em chẳng thích ăn cái nhà này, hàng mới. Cái này không phải thiên nhiên à? Không phải là chẳng thích nhưng mà siêu thiên ở nhiên. Ở đấy đông lắm nhỉ. Đây này. Anh nhỉ. Đây này, đây này. Siêu phẩm thế này. Ui. Siêu phẩm thế này. Để chấm ăn này ngon. Làm sao để đây này. Siêu phẩm thế này. Ai à? Ê. Ai à? Nó bỏng. Giảm speed đi cho nó sôi ít thôi. Đuôi bê rất là phê đi mọi người ạ. Ngon không? Đây cái nơi này. Cái nơi cảm giác nó như kiểu cái sách ấy. Nó là cái dạng bê sách, sách của bê ấy. Em thử lại bê. Ngon lắm. Ma khế.
siêu giòn. Thế là hơi trơn mọi người. Sao phải ăn được nó nhỉ? Ăn này. Đuôi đấy để cho nó ngọt nước. Mà ăn được phải không? Để em làm siêu ngon. Cái đuôi. Đúng rồi. Wow. Bỏ quá. Wow. Wow, đây nó nguội đi đã. Ui. Thỉnh thoảng có một cơn gió lạ. Mát thôi rồi. Tê người. Đây nó nguội đây anh ạ. Nó đang bỏng lắm. Không dám cầm. Thấy đổi đi. Cái của em còn bỏng lắm. Cho xin miếng. Đấy, cắt ra cầm cái khúc trên. Đầu to mà óc còn nhỏ. Mát. Ý, mọi người thấy gió chưa? Siêu mát luôn nhá. Đuôi trên của nó. Mềm kìa. Mềm á, xương mềm. Ê, là đuôi con bê hay đuôi con bò ấy? Hả? Đuôi bê. Đuôi bò là to đùng như thế. Có cả con bò bé mà. Con bò bé thì người ta gọi là con bê. Con bò bé khác con bò bê. Thì con bò để ra con gì? Thì con bò... Con bò để ra con gì? Con bò bé là con bê bé thành con bò bé. Con bò để ra con gì? Con bé là để ra con bê. Là có phải để ra con bò bé không? Không phải. Đây là cái con bê bé trong con thành con bò bé. Không. Chứ là con bò còi ấy. Không cãi nhau với những thằng cùn. Con bò nhỏ ấy. Con trâu là con gì? Không phải. Con bò bị còi với cả con bò bị to. Con của con trâu là con gì? Con nghé. Con nghé, thế có phải con trâu không? Ờ. Thế? Là con trâu bé. Nhưng ý em bảo là con trâu bị còi ấy. Mềm lắm. Siêu mềm. Nhưng mà mình vẫn thích ăn cái... Không, đây một tí nữa, một tí nữa muối dạ, quá tiều. Mình vẫn thích ăn cái dạ bê nhất. Ui, lòng già này, lòng già. Ngọt nhờ. Nhưng mà nhiều tôm của anh em mình ăn trộm, bắt đầu nó bở rồi. Nói chung là bắt đầu nhừ rồi mọi người ạ. Nó... Nói chung là ngon nhất hôm nay là món hương đồng gió nộn, rau. Món gió. Món rau, món cẫng đu đủ và món đấy. Món rau mướp. Không biết đến cái món này là bọ ngựa. Bọ ngựa à? Bọ ngựa luộc à? Bọ ngựa lẩu. Bảo đệ được hôm nay lần đầu tiên được ăn lẩu bọ ngựa nha mọi người nhá. Thì con lúc nãy mà bò đấy. Nhưng mà em được ăn bọ ngựa rán mấy lần rồi. Kia có con đun dừa cả. Này không. Mọi người nhìn thấy con đun dừa bên kia không? Sâu. Bằng lời này hay là mình bắt cho Mao Đệ ăn lẩu nhá. Ăn đi, em chẳng ăn lẩu đâu. Ui, cái sừng nó tải lắm. Nó quá rồi. Là mỗi con này em nổ bút. Nó quá. Ngấy. Dạo này dạ dày của anh em mình đang giãn nở theo cấp độ 2 rồi mọi người. Chuẩn bị phải đi đi khám. Mai phải đưa Mao Đệ đi khám. Bụng kiểu giãn quá mức cho định quy định. Mình thì mỡ nhiễm máu. À máu nhiễm mỡ, quên cái tần nhầm. Máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ. Mặc dù thì người chả có tí mỡ nào. Siêu no rồi mọi người ạ. Mọi người thấy toàn cảnh chưa mọi người? Quá đẹp luôn. Mời mọi người nha.
Nói chung là rất là mát. Bây giờ anh em mình chắc phải dọn chỗ này đi và nằm trên này ngủ trưa. Đấy. Thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment và một